Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người thu thuế và người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thế vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng, thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu gom tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo mà ăn, mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bây giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ, biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên, đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy, ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn đệ. Bấy giờ người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng, mau mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con dê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một đầy tớ ra và hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời, cha coi đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy một con dê con để ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha. Tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe công bố là một dụ ngôn rất là nổi tiếng của tin mừng Luca. Và dụ ngôn đó đã trở nên rất quen thuộc với hầu hết mọi tín hữu chúng ta. Dụ ngôn có rất nhiều ý nghĩa. Và qua đó, mỗi chúng ta có thể rút ra một bài học đức tin bổ ích cho cuộc đời của mình. Riêng hôm nay, trong tinh thần của mùa chay, là mùa của sám hối, mùa của trở về, chúng ta dừng lại để suy gẫm hình ảnh của người con thứ đã được dụ ngôn miêu tả. Chúng ta nhận ra rằng anh ta đã có một quyết tâm thay đổi và cái hành động anh đứng lên đi về với cha
diễn tả sự quyết tâm thay đổi của anh. Chúng ta rất là dễ dàng để nhận ra người con thứ rằng là sau khi cha của anh đã chia tài sản và anh đã đem hết tài sản đó đi với mình, không phải đi để sinh lời, để làm cho khối tài sản đó ngày một lớn lên, nhưng anh ta đi để ăn tiêu, mà ăn tiêu với bọn đị điếm. Bao nhiêu tiền công, bao nhiêu tiền của cha do chính công khó nhọc của cha đã chất bóp dành dụm, anh ta đã tiêu xài cho bằng sạch. Và cái sự tiêu xài đó của anh nó được chi phí cho những đam mê của anh. Chỉ khi không còn gì để bám víu, khi mà mọi sự đã hết, tiền bạc không còn, thì anh ta mới nhận ra rằng mình thật đắc tội với trời và với cha. Thật là may mắn cho anh, trong lúc không còn một nơi để bám víu, không còn tiền bạc để độ thân, thì anh ta đã có một cơ hội để nhìn lại cuộc đời mình, để hồi tâm, để nhận ra tình trạng bi đát của mình. Và khi đã nhận ra tình trạng đó, thì anh đã quyết tâm đứng lên đi về cùng cha. Chúng ta thấy gì? Qua bài tin mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng anh đã dọn trước một bài xin lỗi cha rất là cảm động. Thế nhưng khi anh đứng lên, anh đã mạnh dạn trở về với cha và anh nghĩ rằng anh đã soạn sẵn một bài xin lỗi cảm động thì chắc chắn cha sẽ bao dung, cha sẽ tha thứ cho anh. Tuy đã có một bài để trở về để nói lời xin lỗi với cha, nhưng mà anh biết đâu rằng người cha của anh hằng ngày đã ra chờ mong anh trở về. Cho nên khi anh ở còn rất xa, anh ở đằng xa, thì chính cha anh đã nhận ra anh trước, chứ không phải anh nhận ra cha mình trước. Người cha này đã chạy tới để ôm chầm lấy đứa con của mình. Và ngay lập tức, ông đã diễn tả niềm vui để được gặp con mình. Trong khi đó, chúng ta thấy thuở ban đầu, anh trở về không phải để mong tìm được cha, mà chỉ mong muốn được có cơm ăn, được có áo mặc như những đầy tớ trong nhà cha mình. Điều bất ngờ ở chỗ mà anh không thể hình dung ra trước, đó là người cha không chỉ tha thứ mọi tội lỗi cho anh, mà ông còn diễn tả niềm vui khi được gặp gỡ anh. Ông đã nói, con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Ông hết sức vui mừng vì gặp được con mình. Và ông đã nói với các gia nhân trong nhà rằng, mau mau mặc đem áo đẹp nhất ra đây, mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào tay, xỏ dép vào chân, và chúng ta làm tiệc để ăn mừng. Thưa anh chị em, mùa chay là mùa của sám hối, là một cơ hội thuận lợi để mỗi chúng ta hồi tâm trở về với Chúa. Chúng ta chỉ thật sự trở về nếu chúng ta nhận ra cái tình trạng thật của mình. Chúng ta đang ở trong tình trạng nào trước Chúa? Nếu chúng ta biết rằng trước Chúa chúng ta đều là tội nhân, cho nên chúng ta cần phải trở về với người như là một tội nhân trở về để đón nhận ơn tha thứ của cha. Chúng ta có thể nói như người bệnh cần thầy thuốc thế nào, thì là tội nhân chúng ta cũng cần đến ơn tha thứ của Thiên Chúa y như vậy.
Và trong đức tin chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Cha, là người Cha giàu lòng thương xót, người Cha luôn sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta. Như Kinh Thánh bảo, dấu tội của chúng ta có đỏ như son, có thấm tựa vải điều, thì Thiên Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Điều mà chúng ta cần phải có đó là chúng ta phải dành thời gian để hồi tâm, để trở về với lòng mình. Và chúng ta cần có một thái độ khiêm nhường của đức tin, nhận ra chúng ta là tội nhân, cần đến ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta như là một đứa con thứ trong dụ ngôn hôm nay, đang ở trong một tình trạng xa cách Chúa, bỏ nhà đi hoang. Chúng ta cần trở về với Chúa trong mùa chay thánh này, và chắc chắn Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Hãy trở về bằng một thái độ khiêm nhường của đức tin, một thái độ đức tin sâu, khiêm nhường sâu thẳm, để chúng ta trở về và tin rằng Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Bí tích hòa giải chính là một địa chỉ cần thiết, địa chỉ để đón nhận ơn tha thứ của Chúa trong mùa chay thánh này. Mong sao chúng ta ý thức được tình trạng của chúng ta, tình trạng xa cách Chúa, tình trạng tội lỗi, để trở về với Chúa, làm hòa với Ngài qua việc đón nhận bí tích giao hòa, đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Chắc chắn Chúa là một người Cha đang chờ đợi chúng ta trở về, và Ngài sẵn sàng mang mặc cho chúng ta áo đẹp nhất, nhẫn đã được chuẩn bị, và Ngài sẽ mở tiệc ăn mừng khi chúng ta trở về để trở thành thành viên trong gia đình của Chúa. Xin cho chúng ta ý thức điều đó và sống sự trở về bằng một thái độ khiêm tốn của đức tin. Xin Chúa đón nhận chúng ta và xin cho chúng ta vững bước trên con đường trở về này. Amen.